Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, từ một huyện thuần nông, đời sống người dân phụ thuộc chủ yếu vào cấy lúa. Ngay sau khi hoàn thành việc dồn thửa đổi ruộng vào cuối năm 2015, huyện Phù Cừ đã nhanh chóng bứt phá trở thành một huyện chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhanh và hiệu quả. Kết quả đó có được là nhờ Phù Cừ đã đưa ra các nghị quyết trúng sát thực tế và triển khai nghị quyết hiệu quả vào cuộc sống. Tháng 3 năm 2020, Đảng bộ xã Nhật Quang được chọn tổ chức đại hội điểm khối xã thị trấn của huyện Phù Cừ. Là xã thuần nông, đại hội Đảng bộ xã đã thống nhất cao với mục tiêu đến hết nhiệm kỳ sẽ chuyển đổi được 150 trên 320 hectare đất canh tác sang trồng cây ăn quả, nâng giá trị thu nhập của người dân lên 220 triệu đồng một hectare. Kế hoạch cụ thể từ nay đến giữa năm 2021 sẽ hoàn thành việc chuyển đổi 25 hectare đất lúa sang trồng vải lai chín sớm Phù Cừ. Trước đó, 12 hectare trồng vải của bà con tuy mới bước sang năm thứ ba đã cho thấy hiệu quả kinh tế cao hơn nhiều so với trước. Cái mức thu nhập của vải là vẫn là năng suất hơn là lúa. Chúng tôi thực hiện sẽ hỗ trợ 50.000 một sào để hỗ trợ bà con nhân dân mua giống để trồng cái cây vải lai chín sớm. Thì nhìn chung là bà con nông dân là coi như rất là phấn khởi, tin tưởng vào cái sự lãnh đạo của Đảng cũng như là một số các cái chương trình phát triển kinh tế của địa phương. Ngoài chuyển đổi cây trồng theo quy hoạch vùng, Nhật Quang đã thành lập được hợp tác xã nuôi trồng thủy sản Tân An Phát, nuôi theo phương pháp sông trong ao và ao bán nổi. Các thành viên hình thành chuỗi liên kết, người chuyên cá giống, người chuyên nuôi cá choai, người chuyên nuôi cá thành phẩm. Việc liên kết vừa giúp thuận tiện cho việc quản lý chăm sóc cá ở từng giai đoạn, vừa làm tăng hiệu quả kinh tế cho các hộ tham gia. Bám sát kế hoạch theo từng khía cạnh lĩnh vực để triển khai là cách làm để Nhật Quang phấn đấu đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra ở mức cao nhất. Còn tại xã Đình Cao, nhiệm kỳ này, xã phấn đấu vừa hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, vừa hoàn thành các tiêu chí đô thị loại 5. Khối lượng công việc nhiều, do vậy, ngay sau đại hội đảng bộ xã vào tháng 4 vừa qua, địa phương bắt tay ngay đưa nghị quyết vào cuộc sống. Với tiền đề đã đạt trong giai đoạn 2015-2020, xã Đình Cao tiếp tục xác định giải pháp đột phá là phát triển hạ tầng giao thông, trước mắt xây dựng khu dân cư thôn An Nhuế đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục là vận động nhân dân cùng với địa phương và sự hỗ trợ của trên, tức là xây dựng cái sân bóng để cho các cháu thanh thiếu niên là tập luyện thể dục thể thao cũng như là các cụ người cao tuổi. Thế và tiếp tục là đề nghị với lại xã và cấp trên là hỗ trợ là củng cố là chúng tôi sẽ nâng cấp cái ao hồ thành cái ao bơi cho thanh thiếu niên để đảm bảo cái hoạt động các cháu bơi lội đảm bảo an toàn. Chưa đầy một tháng sau đại hội đảng bộ cấp huyện, ban thường vụ, ban chấp hành đảng bộ huyện Phù Cừ đã xây dựng chương trình hành động gồm 5 chương, 2 đề án thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ huyện khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025. Nghị quyết đại hội lần thứ 26 có thể nói đề ra mục tiêu lớn, đó là xây dựng huyện Phù Cừ thành huyện nông thôn mới kiểu mẫu. Ban thường vụ, rồi ban chấp hành đảng bộ huyện cũng đã tập trung cao để lãnh đạo các địa phương cũng bắt tay ngay xây dựng các chương trình đề án để triển khai thực hiện nghị quyết đại hội của đảng bộ các xã thị trấn. Và đến nay thì các xã thị trấn đang tập trung cao để xây dựng các chương trình đề án và bắt tay vào xây dựng các cái mô hình của nông thôn mới kiểu mẫu. Lời nói gắn liền với việc làm, chính từ việc đề ra nghị quyết đúng trúng trên cơ sở tiềm năng thế mạnh của địa phương cộng với việc triển khai thực hiện nghị quyết có hiệu quả đã giúp Phù Cừ đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong nhiệm kỳ trước. Không chỉ đạt chuẩn huyện nông thôn mới, Phù Cừ đã quy hoạch và phát triển hiệu quả một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung quy mô lớn như vùng trồng cây có múi tại các xã Tam Đa, Tiên Tiến, Nguyên Hòa, Minh Tân. Vùng trồng vải lai chín sớm, vải trứng tập trung tại các xã Tam Đa, Minh Tiến, Phan Xảo Nam. Nhanh chóng triển khai thực hiện nghị quyết ngay sau đại hội, tin rằng Đảng bộ và nhân dân huyện Phù Cừ sẽ tạo ra nhiều bước đột phá hơn nữa trong nhiệm kỳ 2020-2025 này.
Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục xây dựng Đảng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.